Rồi, hello tụi con ha. À, trong cái video lần này thì cô sẽ hướng dẫn cho tụi con à, ôn tập lại cái phần lý thuyết về mạo từ uh, articles. Ok. Rồi, vậy thì trên tay mỗi bạn chúng ta lật uh, phần lý thuyết trang 10 11 con ha. Lý thuyết trang 10 và 11. Thì trong nội dung này chúng ta sẽ đi qua ba phần con. Phần đầu tiên sẽ là những cái trường hợp mà mạo từ ờ uh, là ẩn nó sẽ xuất hiện. Trường hợp 2 sẽ là uh, của mạo từ đờ Và trường hợp số 3 là chúng ta sẽ không sử dụng mạo từ cơ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trường hợp đầu tiên cơ nhé Khi nào sử dụng mạo từ ờ ẩn thì mạo từ, uh, nhớ không con này, ờ ẩn mình sẽ gọi nó là mạo từ không xác định con nhé À, không xác định rồi sẽ được dùng với các danh từ tất nhiên là ở số ít trong các trường hợp sau vậy thì thế nào là danh từ không xác định người ta chia cho mình những trường trường hợp sau ha à, trường hợp đầu tiên khi là danh từ đó chưa xác định hoặc nó có nghĩa chung chung hoặc là nó chỉ được đề cập lần đầu tiên chúng ta nhìn ba ví dụ ở đây được không ví dụ đầu tiên nè my mother works in a hospital thì cô có danh từ hospital bệnh viện ở đây thì chúng ta không thể nào biết được đó là bệnh viện nào con thì danh từ hospital số ít ở đây nó là một danh từ chưa xác định do đó mình sử dụng ờ à, con he. rồi ví dụ số 2 con này a baby deer can stand as soon as it is born. Một cái con hu uh, con thì nó có thể đứng ngay khi nó vừa sinh thì một con hu đây uh, chúng ta không thể biết được đây là con hu cụ thể nào nó mang nghĩa chung chung rồi đó chúng ta xài ờ uh, con ha uh, a baby deer Rồi, vậy cái trường hợp này này chúng ta phải có ngữ cảnh cả. danh từ được đề cập lần đầu tiên. Rồi chúng ta nhìn qua câu này ha. She gave me a letter and a postcard. Rồi Uh, một cái lá thư cô ấy đã đưa cho tôi một cái lá thư và một cái bưu thiếp thì lá thư và bưu thiếp là hai danh từ số ít được nhắc lần đầu tiên trong hai cái câu này thì bắt đầu từ cái câu số 2 trở đi the letter và the postcard là được con thấy không người ta sẽ chuyển qua dùng the lát nữa qua tới trường hợp mạo từ đờ cô sẽ nói lại ví dụ con này lần nữa ha rồi tụi con nhớ trước không con này những cái danh từ mà được đề cập lần đầu tiên con, thì mình sẽ xài ờ uh, nghĩa là nó chưa xác định nha rồi trường hợp số 2 ờ anh uh, uh, sẽ được uh, cộng với một cái danh từ mang nghĩa là một con uh, ví dụ này she has got a daughter and a son cô ấy thì có một con gái và một con trai rồi uh, theo hoặc là như ví dụ bên dưới i bought a dictionary and a book ở đã mua một cái quyển từ điển một cái quyển một quyển sách ngày hôm qua ha okay. Rồi, trường hợp số 3 thì ờ uh, hoặc là in sẽ đứng trước danh từ chỉ nghề nghiệp con Nghề nghiệp thì vô số nghề nghiệp con ha Ví dụ my sister is an engineer He is a police officer okay. Rồi, ví dụ trường hợp tiếp theo, trường hợp số 4 Thì ờ uh, hoặc là in sẽ xuất hiện trong các cụm từ sau Con nhìn ha, chắc cũng khá là quen với mình luôn Appear nè con Appear mình dịch là một cặp a couple of, ha, à, rồi là một à, một vài, a dozen of, a dozen of nghĩa là một tá, có một tá là 12 đó. rồi a kilo, of, một ký nè à, a liter, một lít, ha, a packet of là một cái một cái túi gì đó. ví dụ cô có là a packet of tea đi, à, một cái túi trà, ha. hoặc là a bottle à, là một cái bình một cái bình nước nào đó, à, một cái bình ví dụ cô có a bottle of water một cái bình nước uh, a bottle of uh, coca cola một cái bình chứa coca cola ok rồi hoặc là a piece of hoặc là một miếng gì đó ví dụ a piece of cake uh, một miếng bánh ha a bunch of a bunch of mình dịch là một uh, một bó ha. ví dụ um, vào ngày là 8 tháng 3 hoặc là ngày 14 tháng 2 thì mấy bạn nữ mình sẽ thường thường được nhận a bunch of flower một bó hoa ha rồi a few hoặc là a little mình dịch là một vài một ít cơ vậy đi thì mình chốt lại này ờ hoặc sẽ xuất hiện trong các cụm từ chỉ số lượng hoặc là về đo lường được ha. Đó, nói chung nhớ nghĩa của cô là được. Đó. Tiếp theo các ờ hoặc ẩn nó còn có thể xuất hiện trong cấu trúc. Này là cấu trúc gì quen lắm nè. What a pity, what an idea. Cấu trúc cảm thán được con nha. What cộng ờ cộng danh từ số ít thôi. Đó, what a nice mind. Rồi, tiếp theo con mình sẽ đi qua trường hợp B là cái trường hợp khi nào mình sử dụng mạo từ đờ thì mạo từ đờ là một cái mạo từ xác định à, nó sẽ đi gần như hết được với tất cả các loại danh từ của mình từ số ít nè số nhiều cho đến đếm được hoặc là không đếm được cụ thể trong các trường hợp sau con trường hợp đầu tiên khi cái danh từ đó được đề cập lần thứ hai trở đi à, chúng ta quay lại cái câu ví dụ hồi đầu của mình nè hồi đầu á uh, letter và uh, postcard thì người ta không biết là thư nào và cái bưu thiếp nào nhưng bắt đầu từ câu thứ hai trở đi Thì cái danh từ letter của con nè Cái danh từ postcard nó đã, đã xác định rồi Thì chúng ta sẽ không xài ờ nữa Mà mình sẽ chuyển qua xài ờ đờ con nha Nói chung với cái dạng này là mình phải có ngữ cảnh Phải có câu cú rõ ràng Thì mình mới biết nó được đề cập lần thứ mấy trở đi Được ha rồi, cô có, có trường hợp B, ờ sẽ cộng với các danh từ chỉ Rồi con nhìn ví dụ mình cũng đoán được rồi đúng không? The sun này, the moon này, The Earth, the universe thì trên đời là chỉ có một mặt trăng, một mặt trời, một trái đất, một vũ trụ thôi Thì đây sẽ đi với những danh từ chỉ sự vật duy nhất tụi con ha Đó, Đờ cộng danh từ chỉ sự vật chỉ có một trên đời thôi Rồi, trường hợp C, đờ có thể đi được với các danh từ chỉ Nó có nghe nè, guitar the piano, the drum, the saxophone, vân vân, Thì đây chính là các danh từ chỉ nhạc cụ của con hát Đờ sẽ đi được với danh từ chỉ nhạc cụ rồi, tiếp theo con The sẽ đi được, ta nhìn thử ví dụ con The Thames, uh, The Nile, The Nile chắc tụi con biết ha Sông Ninh, á, tiếng Việt như là sông Ninh con ha Ops Fuji, núi Phú Sĩ đó con Vậy thì The sẽ đi trước các danh từ riêng con nhé Danh từ riêng chỉ, đây nhìn sơ chúng cũng biết chỉ gì rồi Toàn là núi, là sông, thì đây mình có một loạt con ha uh, Danh từ riêng chỉ đại dương này Sông, núi, rừng, sa mạc, hồ thác hoặc là kênh Ví dụ những cái ví dụ trong đây thì đôi khi là nó hơi không có thân thuộc với mình Cô ví dụ ngay trong thành phố Hồ Chí Minh của mình đi Mình có sông gì nhỉ? Sông Sài Gòn đúng không? Vậy cô sẽ gọi nó là The Sài Gòn The Sài Gòn River The Sài Gòn River Sông Sài Gòn Thường ừ, ha Hoặc là có ngọn núi nào ở Việt Nam mình nổi tiếng nhở? À, ví dụ núi... Um, fan si đúng không? The fan si mountain, à, được nghe vậy nhớ không? The sẽ cộng với các danh từ riêng chỉ tên của những cái đại dương sông núi vân vân. Rồi tiếp theo con? The còn có thể cộng với các danh từ chỉ ví dụ có, có the east nè, the south, the southwest chính là chỉ phương hướng rồi con. Đông tây nam bắc, à, đông nam, à, đông bắc tây nam vân vân ha rồi hoặc là đờ có thể dùng các danh từ chỉ người hoặc là chỉ một nhóm người con nhìn nè nếu mà nó chỉ ví dụ cô có đờ Smith mà người ta thêm s như thế này nè người ta chỉ gia đình nó con gia đình nhà họ Smith ha hoặc là Brown thêm s như thế này ở ờ, chỉ gia đình nhà ông Brown ông bà Brown ở hoặc là cái trường hợp này con nghĩ này nó sẽ quen thuộc không với mình con đó là đờ cộng với tính từ ha có ví dụ này the blind blind là mù nè con Đó, deaf nè poor này, poor là nghèo vậy thì the poor chính là chỉ chung những người nghèo. Uh, rich là giàu thì the rich là chỉ chung những người giàu hoặc là cô có the injured là chỉ chung những người bị thương vân vân con ha thì nhớ the cộng với uh, tính từ sẽ chỉ một nhóm người. Rồi mình sẽ coi cái danh từ này nè sẽ là danh từ tất nhiên sẽ là số nhiều con chỉ nhóm người mà đúng không? thì injured, the deaf, the poor, the rich vân vân. Rồi hoặc là the có thể cộng với tên của một số quốc gia thôi con. thì thường bốn cái nước này là mình hay gặp nhất luôn. Ta có thể highlight lại ha. Cái đầu tiên là có có The United States là nước Mỹ, The US đó. Rồi hoặc là The United Kingdom, The UK, nước Anh. Và hai nước này nè, The Philippines, nước Philippines ha, hoặc là The Netherlands, The Netherlands là nước Hà Lan. Đó. Rồi, thì tụi con lưu ý nha, chỉ có một vài nước đi với đờ thôi, còn những nước còn lại không đi với đờ. Nhớ một câu bốn nước này trước. Và nhớ thêm một cái trường hợp là khi trong cái tên của cái nước đó, đó nó có nó có những cái từ này republic kingdom hoặc là state uh, kingdom với state thì nãy mình có ví dụ rồi nhìn một cô hai ví dụ này nhé cô có the z republic cộng hòa z con cộng hòa z tụi con đã từng nghe nước này chưa nhỉ đó. Ờ. hoặc là cô có the dominican republic cộng hòa dominican được ha thì tổng hợp nhớ dùng cô là ba uh, trường hợp này the united states nè The United Kingdom nè, đó, những cái nước mà nó có Republic, rồi và đặc biệt là Netherlands với lại The Philippines là mình học thuộc lòng luôn đó nhé. Đó, ok Rồi. Vậy thì đi, đi. The nó còn có thể cộng gì nữa không? Mình nhìn tiếp nè. The có thể cộng với tên khách sạn, tên tàu thủy hoặc là tên một cái rạp chiếu phim con rồi nghe trong ví dụ này ha Chúng ta có The Titanic, tàu một bộ phim rất nổi tiếng con Hoặc là à, ví dụ này, The Rest Hotel. Uh, hotel ví dụ ở Việt Nam của mình có nghĩ có khá nhiều khách sạn năm sao nổi tiếng ngay trong thành phố Hồ Chí Minh ví dụ mình có The Park Hyatt Hotel, uh, The Majestic Hotel, The Mường Thanh Hotel vân vân ha hoặc là rạp chiếu phim đi con nhiều lắm ví dụ có có nè The CGV Cinema, uh, The Galaxy Cinema, The Lotte Cinema Hiện uh, nhớ con ha tên khách sạn tàu thủy rạp chiếu phim phía trước có The uh, rồi hoặc là trong hình thức so sánh gì đây nhỉ The most, the most, người biết ngay so sánh, nhất con này quá dễ nha. The most luxurious khách sạn xa xỉ nhất mà tôi từng ở nè. The most generous person, cái người rộng lượng nhất, khoan dung nhất ở trong cái nhóm này. Rồi hoặc là the nó có thể nằm trong cấu trúc này là gì con nhỉ? Cấu trúc mình sẽ gọi là so sánh kép con của dịch này. The more you speak, the less you hear. Bạn mà nói càng nhiều thì bạn càng ít nghe. Hoặc Là câu này. The the older we get, the happier we are chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta càng hạnh phúc ha đúng rồi vậy thì đờ bao nhiêu đây trường hợp rồi con mình sẽ đi qua trường hợp c là cái trường hợp không có sử dụng mạo từ nghĩa là không có xài ờ không xài ẩn cũng không xài đờ luôn đó là những trường hợp sau cái đầu tiên nhớ không con nè trước các danh từ không đếm được con nhé danh từ không đếm được có ví dụ uh, coffee water uh, music vân vân hoặc là những cái danh từ số nhiều và mang cái nghĩa chung chung con cô ví dụ carrots carrots are my favorite uh, vegetable carrot là danh từ đếm được con cà rốt là cái loại trái cây uh, sorry là cái loại rau củ quả mà tôi yêu thích thì carrot đây là chung con carrots ở đây là danh từ uh, số nhiều mang nghĩa chung rồi nhìn cô ví dụ này she loves music poetry and art đây là ba danh từ không đếm được nè con cô ấy yêu âm nhạc cô ấy yêu văn thơ và cô ấy yêu uh, nghệ thuật ha nói và tương tự nè con Why does men seem to have more disease? Uh, disease nè Ok ha. Nào. Hoặc là animals này. Đó, okay. được con thấy animal ở đây là danh từ đếm được uh, số nhiều mang nghĩa chung chung cho đó chúng ta cũng không có mạo từ được ha. Đó. No. tương tự con trường hợp B cũng không có mạo từ đó là trước các chức vụ hoặc là à, tước danh ví dụ này à, Elizabeth đệ nhị nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cơ à, Queen of England à, thì tụi con nhìn nhé Ali à, sorry sorry để cô xóa cái này cái, à, cái Queen of England nữ hoàng của nước Anh thì đây là một cái tước danh con thấy không trước chữ Queen không có đờ ha cái à, rồi à, ngay nhìn cô ví dụ này Captain là đội trưởng cơ Tom was made captain of the team. Thì Tom được bổ nhiệm là đội trưởng của đội này. thì đây là một cái chức vụ. căn trước captain cũng không có đờ, được he. Rồi hoặc là Bill Clinton was elected president. President là một cái ở chức vụ một cái tước danh tổng thống. trước chữ tổng thống cũng không có đờ, con. được he. Rồi tương tự trường hợp C chúng ta có này, mình cứ học thuộc lòng cô trước nhé. À, sau khi chúng ta làm bài tập và kết hợp những cái lý thuyết này thì con sẽ nhớ lâu hơn à, chứ học chay bằng lý thuyết và học video con nghĩ nó à, sẽ rất là mau quên đó rồi rồi tiếp trường hợp c à, không sử dụng mạo từ trước các danh từ chỉ trò chơi trò chơi ví dụ ha à, đây à, môn thể thao hoặc là phương tiện đồ nhìn cô ví dụ này Daisy always play badminton Cô có badminton là môn thể thao nè Giờ đó trước badminton không có đờ Hoặc là ngay ví dụ bên dưới nè con Playing football cũng không có đờ ha. Rồi, hoặc là cô có chữ train là phương tiện nè con They got there by train thôi à, Trước train cũng không có đờ Hoặc là uh, he often goes to school on foot Foot cũng là phương tiện đi lại con ha Đi bộ cũng là phương tiện nha Thì trước foot cũng không có đờ Rồi, tiếp theo cô có trường hợp D Nghĩa là trước các danh từ chỉ bữa ăn hoặc là ngôn ngữ Thì mình cũng không sử dụng mạo từ ví dụ nè I don't know French Tôi không có biết tiếng Pháp Đó, French là ngôn ngữ Trước French không có mạo từ Nhưng mà tôi có thể speak a little English English là tiếng Anh thì trước English cũng không có đờ luôn à, Hoặc là cô có breakfast nè, hoặc là có dinner nè Đó là bữa ăn thì trước bữa ăn thì mình cũng không xài mạo từ được nha Rồi qua tiếp trường hợp e con Là trước các gì nhỉ? Trường hợp e là trước các Rồi con nhìn nè Trước các danh từ riêng, à, tên người, tên thành phố, à, tên quốc gia, tên lục địa Thì mình cũng không có xài mạo từ con Ví dụ Brazil, Hồi nãy á, mình có học là một vài trường hợp là quốc gia mấy cộng với đờ thôi thì con nhớ nha ngoại trừ mấy cái trường hợp đó ra còn lại thì không có nước nào được thêm đờ phía trước hết ví dụ brazil hoặc là nước của mình đó con việt nam à, hoặc là singapore ok à, rồi ngoài ra à, ngoài tên quốc gia ra thì khi cô có tên lục địa nè con africa à, Europe nè Asian nè châu Á châu Phi châu Mỹ thì trước đó cũng không có mạo từ được ha. hoặc là trước tên đường các mình cũng không có được xài mạo từ ví dụ chúng ta có những cái con đường rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh có ví dụ 3 tháng 2 street cách mạng tháng 8 street Uh, Nguyễn Trãi Street thì trước những cái, uh, cái tên đường như thế này thì chúng ta uh, cũng không có được thêm mạo từ được ha. Rồi, và trường hợp cuối cùng nè con là không được sử dụng mạo từ trong các cụm giới từ Cụm giới từ là sao? Chúng ta nhìn nè con to, uh, to school, at school, from school, to work, at work Có nghĩa là những cái cụm mà nó đi chung với nhau như thế này nè thì mình chỉ uh, nhớ và học thuộc cô ha. Có ví dụ, we go to school early in the morning. Chúng ta đi học vào buổi sáng thì go to school là cộng của mình. Chúng ta sẽ không có được đó là go to the school con nhé. Hoặc my brother went to college. College này cũng là cộng con. Vậy thì mình cũng không có được thêm đạo từ. Mà những cái cụm này thì con nghĩ khá là quen thuộc với nhìn đúng không cả nhà? Dụ, at home nè, from home, đó, in bed vân vân ha. Rồi, thì nói chung bước 1 thì chúng ta sẽ học thuộc lý thuyết trước giùm cô, xong mình làm bài tập. trong cái quá trình làm bài tập của đồ con chúng ta đừng vừa vừa làm và vừa lật lý thuyết. Chúng ta nên học lý thuyết dành khoảng 15 20 phút gì đó, làm lý thuyết xong mình đóng lại xong mình làm bài tập. Thì cái lúc mà chúng ta sửa bài đó con à, thì mình sẽ nhớ lâu hơn chứ chúng ta vừa đừng vừa làm vừa check thì nó không nhớ gì hết trơn nhưng mình có sự hỗ trợ đó mình không bắt buộc não của mình uh, nó phải tải ra thông tin thì không thể nào nhớ được đâu tụi con ha. Rồi vậy thì uh, ghi chép thật kỹ cái video này, uh, sau đó và học thuộc và sau đó là mới chuyển qua làm bài tập tụi con nhé. Rồi chúc tụi con sẽ làm bài tập thật tốt cái phần mạo từ này nhé. Uh, goodbye everyone. Uh, yeah.